Yo, hello và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kanayoto. Và hôm nay mình sẽ chơi con game này. Ok, bắt đầu. Tôi là Pandemonica, dịch vụ chăm sóc khách hàng địa ngục. Tôi có thể giúp cậu được gì? Nó cho chúng ta hai lựa chọn, một là về nhà anh đi rồi em sẽ biết anh cần gì, hai là hay là để anh phục vụ em đi. Nếu như là mình ấy thì mình nghĩ là mình nên chọn câu số 1, nhưng mà well, chúng ta là những người đàn ông lịch thiệp, là những cái con người gọi là tốt bụng, vì vậy chúng ta phải chọn đáp án số 2, như thế gái nó mới theo được. Ok, dù sao game này cũng là game tán gái mà. Đó, thế thôi, có cái gì đâu. Cái game là dễ, mẹ các bố cứ kêu khó. Ok, để xem cái tip nào. Ok, cho cậu biết sức. Để ý rằng di chuyển xung quanh địa ngục phải có rất nhiều ý chí. Ok, hết ý chí thì chết. Còn đạp vào gai nhọn thì tốn gấp đôi ý chí. Cố gắng né gai nhọn. Ok, mình sẽ chấm 10 điểm nhé. What the fuck? Ok. Modius, anh chàng quỷ dục vọng, nàng quỷ dục vọng, fuck. Anh và em chơi nhau ngay tại đây, ngay bây giờ. Chắc chắn là